Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 15 tháng 6 2022. Con đến với Chúa, Chúa giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin tưởng, với trọn niềm tin thác. Con đến với Chúa, với bệnh tật thê lương, u buồn và nước mắt, xin Ngài thương ủi an. Và ta sẽ đỡ nâng bộ xương và thanh hóa, tin tưởng vào ta với cả lòng tin tha, sẽ gặp được nơi ta ủi an và chữa lành. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 15 tháng 6 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse, mà không phải chỉ có Thánh Giuse mà cả Thánh Gia Thất, là Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, để khẩn nài Chúa ban bình an cho các gia đình. Ước gì mỗi gia đình có hình ảnh một Giuse tay phải ấm Chúa Giêsu, tay trái khoác lên vai Mẹ Maria, Mẹ Maria dựa vào đùi Thánh Giuse. Một hình ảnh rất đẹp, rất thân thương. Những hình ảnh đó dường như là hiếm, rất hiếm trong các gia đình ngày hôm nay. Xin cho các gia đình, nhất là những gia đình đang rạn nứt hoặc là chiến tranh lạnh, vì vợ chồng không có tiếng nói chung, không nói chuyện được với nhau, không cảm thông và không tha thứ cho nhau, hãy nhìn vào Thánh Giuse và tha thiết xin cho mỗi người bỏ cái tôi của mình đi, để gặp gỡ nhau trong lòng thương xót, gọi là bước đi trong thương xót. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 11 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, Chích sách Các Vua quyển thứ 2 chương 2 câu 1, câu 4, câu 6 đến câu 14. Bài Chích sách Các Vua quyển thứ 2. Vào thời Đức Chúa đem ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Ông Elia và ông Elisa rời Gilgal. Các ông đã đến Jericho. Ông Elia bảo ông Elisa: "Xin anh ở lại đây vì Đức Chúa sai thầy đến sông Giô-đan." Nhưng ông thưa: "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thầy sẽ không bỏ thầy." Rồi cả hai ông cùng đi. 50 anh em ngôn sứ cũng đi, nhưng đứng ở đằng xa phía trước hai ông. Còn hai ông thì đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông Elia lấy áo choàng của mình quận lại mà đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân. Vậy khi đã đi qua, ông Elia nói với ông Elisa: "Anh cứ xin đi, thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi rời xa anh?" Ông Elisa nói: "Xin cho con được hai phần thần khí của thầy." Ông Elia đáp: "Anh xin một điều khó đấy. Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi rời xa anh thì sẽ được như thế, bằng không thì không được." Các ông còn đang vừa đi vừa nói thì này, một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra, và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, ông Elisa kêu lên: "Cha ơi, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã của Israel!" Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. Ông lượm lấy áo choàng của ông Elia rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông lấy áo choàng của ông Elia đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói: "Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Elia ở đâu?" Ông đập xuống nước, nước
rẽ ra hai bên và ông Elisa đi qua. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Lạy Chúa cao cả thay tâm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kinh sợ Ngài và thi thô trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài nương nau. Bên thanh nhan Ngài dâu họ kỹ càng, khói người đời mưu hại Ngài che chở họ trong lều thanh, xa tầm lưỡi thị phi. Hết mọi người hiu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tin, nhưng thăng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là Cha là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1, chúng ta đọc sách của các vua quyển thứ 2. Ta thấy câu chuyện của thầy trò Elia và Elisa. Những người được Thiên Chúa gọi, được Thiên Chúa chọn là tiên tri. Không phải là người báo trước những chuyện sẽ xảy ra. Ta hay giới hạn chữ tiên tri trong việc là nói trước, báo trước những chuyện tương lai. Cho nên hễ có ai nói chuyện về tương lai thì ta thích nghe, thích tìm, thích đến. Đi coi bói cũng vậy. Thầy coi cho một quẻ coi năm nay lấy chồng được không? Ông thầy gieo quẻ nói rằng: nói sao? Anh chị em vẫn nghe mấy người mà gieo quẻ đó, bảo là sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Đó, sinh được không? Sinh trai hay gái? Được, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Rồi tôi có cặp vợ chồng, bây giờ đang tham gia trong nhóm phục vụ.
Nó là người trước khi con Đức biết lòng thương xót Chúa, hai vợ chồng con suốt ngày đi coi bói vì làm ăn bị phá sản. Rồi nghe người ta nói chỗ này bói, chỗ kia bói là đi coi. Nhất là người vợ, rồi kéo theo người chồng nữa. Đi Tây Ninh, đi chùa bà, đi chùa ông, đi chùa em, đủ thứ. Mà cũng chẳng khá lên được. Rồi đi coi bói bà này, thầy kia cũng vậy. Nó như là ghiền, vì mình ham muốn, ham biết những chuyện sẽ xảy ra. Và cái điều đó mình dễ bị đánh lừa, vì ai kiểm chứng được chuyện sẽ xảy ra. Mà trong khi mình đang là thất nghiệp, mà người ta nói mình cứ an tâm đi, sang năm là tới số vượng rồi đó, giờ là đang hạn thôi, chứ giờ này sang năm là công an việc làm khá lắm. Nói vậy ai không nói được, phải không? Mà nói vậy ai không thích, phải không? Mà thích thì làm gì? Bao nhiêu tiền chẳng đưa. Cho nên tôi bảo nếu mà tôi có thất nghiệp, tôi đi coi bói chắc khá lắm. Học tâm lý, mình biết tâm lý người ta đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Cứ đáp ứng đúng vào cái đó là người ta thích thôi. Là người ta tin sái cổ thôi. Thế không ạ? Thầy coi sang năm có được đi ra nước ngoài không? Năm nay thì còn đang khó khăn. Nhưng mà năm tới nữa là chắc chắn là đi được đó. Tôi bảo đảm luôn đó, 2 năm nữa đi được. 2 năm nữa đi tìm ông, có thấy ông ở đâu không? Ông ở ngoài đường mà ông nói gì chẳng nói được. Cứ chờ 2 năm nữa không được chửi ông thì lúc đó có lấy lại được tiền nữa hay không? Tôi nói cứ nói xa xa đi một tí rồi ai mà không tin, mà không khoái, không thích. Giấy tờ thì bây giờ là hơi trục trặc một chút. Thì đương nhiên là không đi được cái giấy tờ trục trặc thì còn gì nữa. Thấy không? Mà bây giờ muốn nói thêm cái nữa cho nó khó khăn là có người hại. Cho nên giấy tờ bị trục trặc. Bây giờ muốn vậy thì phải giải cái hạn này. Muốn giải hạn thì làm gì? Cúng thêm. Cúng thêm chứ gì nữa, cúng thêm giải hạn cho. Giải hạn bao giờ hết hạn thầy? Thì cũng hơi khó đấy, hạn này hơi nặng đấy. Muốn nhanh thì làm gì? Cúng thêm. Cứ thế thôi. Thương chị em hai vợ chồng nó bảo con tốn biết bao nhiêu tiền. Toàn đi nghe như vậy thôi. Mà nó giống như cái gì nó quấn mình vào. Chỉ thích nghe chuyện tương lai thôi. Mà đoán già đoán non ai chẳng đoán được. Tin trời mưa rào rải rác, mưa rào rải rác thì ai chẳng nói mai có mưa rào rải rác. Không có thì bảo, tức là đoán mà. Chứ đâu phải nói chắc như đinh đóng cột đâu mà chắc với móc. Đoán mà. Ăn ốc nói mò, ăn cò nói bay thôi. Ăn ốc nói mò thì ốc thì phải mò mới có ốc chứ. Cò thì nó bay là đương nhiên nó bay thôi mà cũng phải nói nữa mà vẫn cứ tin như mới chết chứ. Thì thưa anh chị em, có người ta thích chuyện tương lai, thích biết, tò mò. Nghe nói là sắp tận thế là bắt đầu, sắp rồi. Bao giờ, ngày nào. Là nghe, vậy là cứ khoai tin. Rồi bán nhà, bán cửa đi lên công nguyên, rồi mua đất, bảo sắp tận thế, rồi mua đất trên đó. Rồi tận thế thì nó không ảnh hưởng đến mình. Rồi thì cũng được đi, không ảnh hưởng rồi. Cứ sống mãi, cứ một mình sống mãi ở đó à? Chết chung cho nó vui chứ còn gì, còn ai sống tận thế thì còn mỗi hai vợ chồng hay mấy cái nhóm trời ơi đất hỡi gì đó, con chúa ơi con mẹ gì đó, rồi cứ sống gì đó, rồi những người này chết hết thì người ta sống để làm gì, còn gì nữa mà vui thú mà sống, mà cũng bán nhà bán cửa đi mà lên đó, mà người ta vẫn tin đi chứ. Có lạ, tức là nói thật thì không tin mà nói xạo thì lại tin. Tôi cứ thích nói thật mà người ta không tin, người ta còn khó chịu vì sự thật mất lòng. Còn nữa mà cứ nói bưng quơ, nói chuyện này, bay bổng, nói chuyện trên mây, người ta lại khoái. Vì không có đụng đậy gì đến người ta cả. Và cứ đưa người ta ăn bánh vẽ. Cô biết ăn bánh vẽ không? Mời anh Sơi. Anh Sơi đấy, bánh này hảo hạng. Mới vẽ xong, Sơi. Bánh vẽ sự gì đấy, bánh này, không ăn bánh này, ăn bánh khác. Rồi, ăn bánh tròn, ăn bánh vuông nha, đây, mời. Xin mời. Bánh vẽ không, người ta cứ thích ăn bánh vẽ. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là tiên tri không phải là người nói chuyện tương lai cho bằng là người đi nói điều mà Chúa muốn họ phải nói. Được Chúa sai đi để nói ý định của Thiên Chúa cho người ta.
Đấy. Mà khi mà nói ý định của Thiên Chúa, như là Elia mà nói ý định của Thiên Chúa vua Akhab, thì Akhab làm sao mà vui được? Bị trừng phạt mà. Chó nó liếm máu mà sao mà chịu nổi? Hoàng hậu Isabel sao chịu nổi? Cho nên tìm giết Elia thôi. Tiêu diệt Elia thôi. Elia chạy trối chết. Những người được Chúa sai đi làm công việc của Chúa thì thế gian sẽ ghét bỏ. Vì các con không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét các con. Elia bị ghét, rồi Elisa đệ tử cũng bị như thế thôi. Nhưng Thiên Chúa là đấng bảo vệ họ. Chúa chỉ cho phép kẻ thù làm gì thì họ mới làm được mà thôi. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, con đừng sợ, cứ đi loan truyền lòng thương xót của ta. Cứ đi loan truyền lòng thương xót của ta, kẻ thù không làm gì được đâu. Và ta cho phép nó làm được đến đâu thì nó làm được đến đó. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Có lúc mình thấy kẻ thù trị giữ nó lộng hành quá, phải không? Lúc mình cảm thấy như là, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Faustina, trong đau khổ cùng cực, trong tủi nhục, trong tối tăm, Faustina nói, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Không thấy Chúa đâu cả, mà chỉ thấy tối tăm bao phủ, dày đặc hết. Và ma quỷ thì nó bảo, không có Chúa nào hết, không có xót thương gì hết, chỉ có công bằng trừng phạt mà thôi. Thì Elia, Elisa cũng như thế, nhưng Chúa bảo vệ. Chúa cho thực hiện những điều lạ lùng. Elia cầm cái áo choàng đập xuống nước, nước rẽ làm đôi. Giống câu chuyện gì nhớ không? Ông nào cũng làm cho nước rẽ làm đôi. Ông Môi-sen, nước rẽ làm đôi, dân đi qua biển đỏ ráo chân. Elia làm chuyện đó. Và Elijah xin, không xin thầy để lại cho con ít vàng, ít tiền, ít nhà cửa đất đai, nhưng mà xin 2/3 thần khí của thầy thôi. 2/2 thần khí của thầy thôi là được rồi. Xin 2/2 thôi. Được, nếu mà thấy ta được cất đi thì ngươi được, mà không thấy thì thôi, coi như không được. Và Elijah đã thấy Elia được cất về trời như thế nào, thì được trao ban thần khí ấy. Elijah cũng cầm cái áo của Elia đập xuống nước và nước cũng rẽ ra. Những người mà được Chúa chọn, được Chúa sai đi, được Chúa bảo vệ chăm sóc, và Chúa ban cho một quyền lực, một sức mạnh mà những người đời hoặc những kẻ thù vô cùng khó chịu. Mấy người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa nói linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta xức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời người ấy nói ra đi vào trái tim của người nghe. Để những lời người ấy nói ra là những lời mà làm cho người nghe được ơn hoán cải, được ơn quay trở về, được ơn đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đó là ơn Chúa ban cho người được Chúa chọn và sai đi. Nhưng mà cái số phận của người ấy cũng như số phận của Elia và Elisa, như là Faustina, như là cha Sopoko, là đau khổ, thử thách và kẻ thù rình rập tứ phía, mà luôn luôn tìm mọi cách chống phá lại công cuộc này. Nhưng mà Chúa nói, như thế con biết rằng con đang làm công việc cho ta, như thế con biết rằng con đang đi đúng đường, và như thế con càng gắn bó chặt chẽ với ta nhiều hơn. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, những người đang đi vào con đường bước đi trong thương xót. Đúng rồi, cái con đường mà chúng ta phải bước đi, mà bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót cũng có nghĩa là bước đi trong nước mắt, bước đi trong đau thương, bước đi trong khổ ải, bước đi trong tủi nhục, bước đi trong hiểu lầm, bước đi trong thử thách, nhưng vẫn luôn luôn lòng mình không oán, không hận, không thù, không buồn, không tức, chỉ có thương xót mà thôi. Thương xót chính mình và thương xót những anh em của mình. Như người phụ nữ mà chúng tôi gặp, người dân tộc, người không có đạo, bị chồng đối xử vô cùng tàn tệ, đánh đập chửi bới, không còn cái khổ cái nhục nào hơn. Nhưng mà nói với tôi rằng, nói với cộng đoàn rằng, con cầu cho anh ấy về, anh ấy không biết. Anh ấy không biết thôi. Giá mà anh biết lòng thương xót Chúa như con, chắc anh không như thế đâu.
người ngoại đạo đấy, người dân tộc đấy mà nói như thế, thưa anh chị em. Nói như thế đấy. Vậy thì anh chị em mình khi mà gặp những khó khăn, thử thách, chống đối thì cũng hãy vững tin rằng mọi sự không ngoài thánh ý Chúa. Mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Chúa muốn như thế nào thì nó phải xảy ra như thế đó. Công cuộc của lòng thương xót Chúa là đường lối của Chúa, là công cuộc của Chúa thì sớm hay muộn, trước hay sau gì cũng phải đi vào đúng con đường thánh ý của Chúa. Mà con đường ấy Chúa đã đi rồi. Chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường ấy. Con đường thương xót ngày hôm nay là con đường ẩn khuất, con đường của thầm lặng, con đường của kín đáo, chứ không phải là con đường của khoe khoang, không phải con đường của huênh hoang, không phải con đường của rầm rộ, không phải con đường của những nghi lễ, không phải của những linh đình, không phải của những tiệc tùng, không phải của những hoan nghênh, không phải của những tràng pháo tay, không phải của những bông hoa tung hô. Không, con đường lòng thương xót Chúa là con đường ẩn khuất, ẩn giật, âm thầm. Ba điểm Chúa nhấn mạnh con đường lòng thương xót ẩn giật, ẩn khuất và âm thầm. Thứ nhất là làm việc lành phúc đức, thứ hai là cầu nguyện, và thứ ba là ăn chay. Việc lành phúc đức, cầu nguyện, ăn chay đều là những việc đạo đức. Ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Ăn chay, cầu nguyện và bác ái. Bác ái, ăn chay, cầu nguyện là những việc thực hành lòng thương xót. Nhưng thực hành như thế nào? Tôi cũng thực hành lòng thương xót mà. Nhóm của tôi, rồi chúng tôi đi dâng cái này, đi cúng cái nọ, đi tặng cái kia. Không tin hả? Không tin cứ lên đó mà coi có thấy bàn thờ ghi tên tôi hay không. Không tin cứ mở video clip ra có thấy tôi ngồi trên cái xe đi rước cả đoàn với các đức cha hay không. Không tin à, cứ lên coi những cái lễ lớn tôi hay ngồi bên cạnh chủ tịch, chủ tọa, chủ tế gì đó. Tôi cũng làm đó. Phải không? Họ có làm không? Có phải họ làm không? Có. Họ có dâng cúng không? Có. Họ có tốn tiền không? Có. Họ có mất công không? Có. Họ có mất sức không? Có. Họ có mất thời gian không? Cũng có luôn. Nhưng họ có lòng thương xót hay không? Họ có phải là đang thực hành lòng thương xót hay không? Hay họ chỉ làm công việc đó là vinh danh họ chứ không vinh danh Chúa? Không tin nó cứ coi cái ghế nào cũng có tên vợ chồng tôi nè. Không tin à, cứ coi cái bàn thờ này khắc tên của ông bà tôi nè. Không tin à, ra đài Đức Mẹ coi tượng đài to nhất giá cả mấy tỷ bạc tôi dâng cúng đó, dưới đó có tên tôi đó. Đó tôi làm chứ không phải tôi không làm đâu. Cứ trách tôi là không làm, có làm đó. Sao biết tôi làm? Thì đó, nhìn coi tên tôi đó chứ còn gì nữa. Lý do chính đáng không? Chính đáng, nghe hợp lý không? Hợp lý, nghe xuôi tai không? Xuôi tai, làm không? Làm sao không làm? Làm để người ta biết mình chứ. Cái lý lẽ đó hoàn toàn là thuận lý, xuôi tai. Nhưng Chúa lại muốn điều nghịch lý, chứ không muốn thuận lý và xuôi tai. Chúa muốn những điều nghịch lý và nghịch nhĩ. Là nghe nó nghịch cái tai, gọi là nghịch nhĩ. Nghịch lý là nó không thuận theo lý của thế gian, là khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, làm thì cứ làm tốt lắm, nhưng không được phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Thật là tội nghiệp. Đúng, anh có làm, tôi đồng ý. Nhưng tôi tội nghiệp cho anh quá. Vì tên anh, danh anh lớn hơn tên Chúa, sáng hơn danh Chúa. Không tin cứ mở những video ra mà coi. Tôi toàn thấy tên anh với thấy anh, thấy ông, thấy bà xuất hiện thôi. Tôi có thấy Chúa ở đâu đâu. Tiêu rồi. Có bao nhiêu tỷ cũng trở thành con số không. Thật là thương thay
dã tràng xe cách biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Tội nghiệp quá, thương thay cho những người ấy. Mất công, mất sức, mất tiền, mất của mà không được gì trước mặt Chúa. Kệ tôi, đó tôi không cần biết, nhưng mà bây giờ là tôi đã được rồi. Tôi được thưởng rồi nè. Đi đâu cũng được các đấng các bậc đón tiếp này, rồi mời đến nhà ăn cơm này, mời đến nhà làm lễ này, rồi là đám tang, đám cưới, đám hỏi gì đều có các đấng các bậc đến hết, rồi các đoàn thể, rồi các ca đoàn, rồi các cộng đoàn đến hết nè. Vậy là ngon rồi, thì đồng ý thôi. Nhưng mà tội nghiệp, anh này cứ ngang, cha này cứ nói ngang, tội tội cái gì? Con thấy con tội gì đâu, con thấy con hãnh diện chứ. Con thấy con bây giờ cả, không những là giáo phận mà cả nước đều biết tên tiếng của chúng con. Chỗ nào cũng đi đến đâu, chỗ xứ nào, giáo phận nào cũng được đón tiếp một cách niềm nở. Đúng thôi, lại càng tội nghiệp hơn nữa. Lại cha nữa, cái cha này ngang quá đi, cứ nói chuyện gì đâu không. Tôi thấy tội nghiệp vì Chúa chỉ muốn những điều nghịch lý và nghịch nghĩ thôi. Là khi bố thí, nghe đây, tôi không phải, tôi ngang đâu mà. Nếu mà nói vậy thì coi chừng nói Chúa ngang ấy nha. Coi chừng à nha. Tôi không nói ý tôi nói ý Chúa à nha. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả. Dùng chữ nặng chứ. Bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài đường phố, cốt để người ta khen. Nghe rõ chưa? Tôi nói lại. Có lại bảo là cha nói ý của cha. Không, ý của Chúa, lời của Chúa nha. Anh nghe rõ không? Tỉnh ngủ, tỉnh ngủ. Đừng có giả vờ không nghe rồi mai mốt rồi đổ tội cho tôi, bảo tại cha không nói. Mong mà nói đánh thức cái bên cạnh cái ông đại gia kia kìa. Rồi cái bà mệnh phụ kìa. Đó là cái bà đeo kim cương sáng chói đó. Hôm bà ấy bảo sao hôm nay chị bị sao vậy? Bị cháy cái đầu à? Hay là bị lở trên đầu? Thế cứ gãi suốt. Mỗi lần gãi thì người ta lại bị chói mắt. Vì sao vậy? Nhẫn kim cương tôi biết rồi. Ai không biết. Nhẫn kim cương mà không gãi trên đầu thì làm sao nó óng ánh, mà không ánh sao người ta thấy xu gãi ngứa quá. Gãi mãi. Gãi thì cứ nhẫn, xong gãi tay trái mà cứ gãi tay phải, tay trái quên đeo nhẫn, tay phải đeo nhẫn kim cương gãi. Còn ông kia thì cứ đưa tay cứ sờ râu, râu có râu mà tại vì ông đeo cái đồng hồ 1 tỷ mới nhập cho nên cứ đeo đồng hồ như lên xoa râu mãi, râu thì không có. Anh chị em thấy không? Khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Mấy em nó bảo cái này cha sạt nghiệp rồi, bác ái cái này mình chắc chết. Cha bảo sao vậy? Vì cha làm bác ái kiểu cha chắc chẳng ai muốn đóng góp. Con vừa đi dự một buổi bác ái, chờ người ta đấu giá. Bao nhiêu những đại gia, toàn những người có máu mặt lên cái đàn hay là cái tượng hay cái gì đó, đáng giá chừng 10 triệu, đấu giá lên 100 triệu, đấu giá lên 1 tỷ, như vậy. Rồi cái bà mà cho nhớ cái bà hồi xưa vẫn giúp mình, kim cương hột xoàn gì đó. Vì con cũng thấy bà lên là 2 tỷ, 3 tỷ, bà đó hồi lâu lắm rồi tôi không gặp. Tại vì kiểu của tôi thì mặc áo gấm đi đêm chẳng ai thích, chẳng ai đóng góp, chẳng ai ham. Bảo đúng, anh có muốn đóng góp cho tôi không? Có điều kiện, cha chịu khó, cha sướng tên con lên tí thôi, nói lời cảm ơn thôi được rồi. Hay là ghi tên con vào cái chỗ này này. Đó, mỗi lần bìa giá tôi bảo, nó bảo cha ra con bày cha cái này. Không mất gì hết ngon. Ai đóng góp gì cha cứ cho chạy tên trước cái bảng này, cái bàn này nè. Cái bàn để không uổng quá. Trước này nè, ông bà Trung, anh chị Vóc, ông bà Cường, anh chú Thím Đạt, bác Hoàn. Chạy lên đó là bao nhiêu là, ui nó vô nhiều lắm. Tôi nói đối với tôi thì nó quá dễ. Mà tôi cũng biết làm chứ đâu phải nhờ chị nói tôi mới biết đâu. Mà sao cha không làm? Tại vì Chúa không làm, sao tôi làm?
Chúa không cho sao tôi làm, Chúa không muốn sao tôi làm. Nhưng mà người ta muốn, người ta thích, người ta muốn, người ta thích, nhưng mà Chúa không muốn, Chúa không thích thì tôi không làm. Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi, còn anh khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Cho nên con đường thương xót, bước đi trong thương xót là bước đi trong ẩn dật, ẩn khuất, ẩn mặt, ẩn danh, ẩn hết. Chúa biết là được rồi. Tôi nói với các anh em phục vụ thôi, mình cứ âm thầm mình làm, cứ âm thầm phục vụ đi, chẳng cần ai biết, chẳng cần ai khen, chẳng cần ai để ý. Thậm chí người ta có chửi, người ta có chê, có trách cũng vui lòng, vì Chúa biết đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả cho anh em. Những con người đi vào con đường lòng thương xót, bước đi trong thương xót, trong ẩn dật, ẩn khuất, ẩn mặt, ẩn danh, để danh Chúa được cả sáng và phần rỗi các linh hồn. Mời anh chị em và các bạn cùng mở trang 80, hát bài hát Cho Con Vững Tin. Trang 80 của linh mục Nguyễn Duy, Cho Con Vững Tin. Xin Chúa cho chúng con những khó khăn, những thử thách, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thịnh cũng như lúc suy, vẫn vững tin vào Chúa, vẫn phó thác cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời tràn ngập cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Con đến với Chúa, Chúa giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin từ, với trọn niềm tin thắng. Con đến với Chúa, bao muộn phiền chuôn chuyên giữa dòng đời hôm nay quay cuồng trong tội lỗi. Hãy đến với ta, hỡi ai vất vả, ta sẽ đỡ nâng bộ xương và thanh hoa. Tin tưởng vào ta với cả lòng tin thắng, sẽ
chẳng được nơi ta vui an và chữa lành. Hãy đến với ta, hỡi ai vất vả, ta sẽ đỡ nâng, bổ sung và thanh hóa. Tin tưởng vào ta với cả lòng tin tha, sẽ gặp được nơi ta vui an và chữa lành. Sẽ gặp được nơi ta vui an và chữa lành. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 15 tháng 6, Thánh Germain Fibrac, Thánh Tường, Thánh Tương, Thánh Mạo, Thánh Nhi và Thánh Đa, từ đạo Việt Nam. Đạo nào mà không lôi cuốn, sắc đẹp nào mà không quyến rũ, dù con là sỏi đá vô chi bàng hoàng con tim rung động. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu hằng được cơn cám dỗ thoát qua. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 15 tháng 6, Thánh Germain Fibrac, Thánh Tường, Thánh Tương, Thánh Mạo, Thánh Nhi và Thánh Đa, từ đạo Việt Nam. Thánh Germain Fibrac. Fibrac là một ngôi làng nhỏ bên nước Pháp, nơi Germain chào đời vào khoảng năm 1579. Và thánh nữ Germain đã sống cả cuộc đời ở đây. Bề ngoài trông Germain không được xinh xắn và ngài luôn yếu bệnh. Thân phụ Germain chỉ quan tâm chút ít tới ngài. Bà mẹ kế của Germain lại không muốn cho Germain được ở gần bên các đứa con lành mạnh của bà. Vì vậy, Germain phải ngủ chung với đàn chiên ngay trong nhà kho, ngay cả khi tiết trời giá lạnh. Germain mặc những bộ đồ rách nát và thường bị các trẻ em khác nhạo cười. Germain chăn chiên suốt ngày ngoài đồng. Ban đêm khi trở về nhà, Germain thường bị mẹ ghẻ la rầy đánh đập và bắt ngủ ở ngoài chuồng chiên. Thế nhưng cô bé nghèo khó này đã học cách nói chuyện với Thiên Chúa và nhớ rằng người luôn luôn hiện diện bên mình. Germain Fibrac luôn cố gắng xoay sở để tham dự thánh lễ mỗi ngày. Thánh nữ nhờ vị thiên thần bản mệnh của ngài coi sóc đàn chiên giùm. Vì thế chẳng bao giờ có con chiên nào đi rong chơi lang thang khỏi ràn mà Germain đã đặt để trên bãi đất. Germain Fibrac thường hay tập họp các trẻ em trong xóm lại chung quanh mình và dạy chúng học biết đức tin. Germain muốn tâm hồn chúng được tràn đầy lòng yêu mến Thiên Chúa. Germain cũng hết sức cố gắng giúp đỡ người nghèo. Cô chia sẻ cho họ chút phần lương thực của mình. Vào
một ngày mùa đông nọ. Bà mẹ ghẻ buộc tội rơ manh vì đã ăn cắp bánh mì. Bà vác gậy rượt đuổi rơ manh. Nhưng lạ lùng thay, những thứ rơi ra từ chiếc tạp dề của rơ manh không phải là bánh mì, mà là những đóa hoa mùa hè xinh đẹp. Từ đây, người ta không còn nhạo cười và chế giễu rơ manh nữa. Thật ra họ rất quý mến và khâm phục cô. Hẳn là rơ manh đã có thể sống trong căn nhà của cha mình, nhưng rơ manh vẫn tiếp tục ngủ ở nhà kho. Rồi vào một buổi sáng năm 1601, lúc được 22 tuổi, người ta thấy rơ manh Piprak nằm chết trên một chiếc nệm rơm. Cuộc đời quá nhiều đau khổ của rơ manh Piprak đã khép lại. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để tỏ cho biết rơ manh Piprak là vị thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của thánh nữ rơ manh Piprak có thế thôi. Lớn lên đau khổ, sinh ra đau khổ, lớn lên trong đau khổ và chết chung trong khổ đau. Thánh đấy. Thánh đấy. Không phải bất cứ đau khổ nào cũng làm cho ta nên thánh. Nhưng mà cách thức ta đón nhận, ta chịu đựng đau khổ làm ta nên thánh, chứ không phải đau khổ đã làm ta nên thánh. Vì có những người đau khổ bởi ăn chơi đàng điếm rồi sinh bệnh tật ra đau khổ. Có những người, người lái xe say xỉn rồi tông vào cột đèn, bệnh tật, đau khổ, đâu có phải là nên thánh. Mới gặp một cô đến xin cầu nguyện, mặt sưng vù lên, tôi tưởng là bị té xe hay là bị chồng đánh. Cuối cùng là vì đi sửa sắc đẹp, nó bị dị ứng, rồi nó phản ứng ngược, nó sưng vù lên. Mắt mũi nó sưng vù lên như là bị té xe hoặc là bị chồng đánh. Nhưng đau khổ ấy đâu phải là Chúa muốn. Cho nên đau khổ ấy đâu phải là nên thánh. Đau khổ mà mình chẳng ai muốn đau khổ, chẳng ai yêu thích hay là vơ lấy đau khổ vào. Nhưng đau khổ nó xảy ra do người khác gây ra cho mình. Ở đây là người mẹ ghẻ. Người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng. Ta vẫn gọi là dì ghẻ, mẹ ghẻ. Dĩ nhiên có những người mẹ kế rất là tốt đối xử với con riêng của chồng như là con ruột của mình, chứ không phải bất cứ bà mẹ ghẻ nào cũng như thế. Nhưng mà thường là như vậy vì lý do là đó là con của chồng, tức là người chồng đã ăn ở với một người đàn bà khác, dù là người vợ trước chính thức đi nữa. Nhưng đối với người đàn bà này thì ông ấy vẫn ăn ở với một người đàn bà khác, và đứa con này là của người đàn bà khác ăn ở với chồng của bà ta. Cho nên là tức trong cái vô thức bà ta cảm thấy không chấp nhận được. Trong khi đó bà ấy với ông ấy bây giờ đang ăn ở và có đứa con, đây mới là con thật. Cùng cha mà khác mẹ. Người mẹ kế khó chấp nhận vì tính phụ nữ họ e hèn, họ không chấp nhận chồng chia sẻ hạnh phúc với bất cứ ai, dù rằng với người vợ chính thức đã qua đời. Tâm lý phụ nữ như vậy, luôn luôn muốn độc quyền trong chuyện tình cảm. Cho nên thấy đứa này là nhớ đến hình ảnh mẹ của nó, mà mẹ của nó thì đã ăn ở với chồng của mình, cho nên không chịu được. Thế thôi. Chưa vượt lên được. Còn người ta vượt qua được thì nó cũng là máu mủ của chồng mình mà. Con ruột của mình cũng là máu mủ của chồng mình mà. Tại sao lại không thương nó được? Phải bước đi trong thương xót mới có thể thương đứa con mà không phải mình sinh ra. Phải bước đi trong thương xót. Còn không thì người ta đối xử tàn tệ như vậy. Đối xử tàn tệ như vậy. Rồi cô rơ manh này suốt ngày chăn chiên ngoài đồng, ban đêm về thì bị mẹ ghẻ la rầy đánh đập, tối thì ngủ ngoài chuồng chiên, chả có cái gì nổi năng.
chẳng có học hành, chẳng có giỏi giang, chẳng có nhân đức nổi bật, cũng chẳng có làm được cái gì gọi là khá một chút. Chỉ như công việc rất bình thường như vậy. Nhưng mà cô bé nghèo khó ấy học cách nói chuyện với Chúa và nhớ mình luôn có Chúa hiện diện, rồi tham dự thánh lễ mỗi ngày, thân mật với Chúa, và diễn tả sự thân mật ấy bằng việc là giúp đỡ những người nghèo. Những người nghèo về vật chất và về tinh thần. Vật chất thì cô cố gắng dạy cho những trẻ trong xóm biết đức tin giáo lý, để cho chúng được yêu mến Chúa. Những người nghèo thì cố gắng giúp bằng phần lương thực nhỏ bé của mình. Thế thôi, cứ lặng lẽ như thế. Rồi 22 tuổi qua đời trên chiếc nệm rơm. Thánh. Thánh đấy. Cho nên anh chị em mình, những con cái của lòng thương xót Chúa, chắc chắn có những đau khổ, những thử thách, mình hãy biết đón nhận những đau khổ ấy trong lòng yêu mến, thì có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Mời anh chị em và các bạn trở về với Việt Nam để gặp gỡ 5 vị thánh tử đạo: Thánh Tường, Thánh Tương, Thánh Mạo, Thánh Nhi và Thánh Đa. Hai anh em ruột Andre Tường sinh năm 1812 và Vinh Sơn Tương sinh năm 1814 làm chánh tổng. Đại Minh Mạo sinh năm 1818 làm hương quản lo an ninh trật tự trong làng. Cả ba người là giáo dân họ đạo Phú Yên. Còn Đa Minh Nguyên sinh năm 1800 là chánh trương xứ Lục Thủy. Và Đa Minh Nhi sinh năm 1822 tại họ đạo Ngọc Cục. Cả năm ông đều đã lập gia đình, là nông dân khá giả, lương thiện và đạo đức gương mẫu, nên được mọi người kính nể, quý trọng. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chiếu chỉ phân sáp, năm giáo hữu này đã đồng lao cộng khổ để cuối cùng đồng vinh quang nước trời. Thiên Chúa đã chứng giám cho niềm tin của họ. Giữa lúc các ông đang yên ổn làm ăn, sinh sống, thờ Chúa dưới đạo, thì ngày mùng 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp, bắt đạo gắt gao dữ dội. Theo chiếu chỉ này, tất cả các làng người Công giáo đều phải phân tán, sát nhập vào các làng dân ngoại. Tài sản bị tịch thu, người có đạo bị khắc hai chữ tả đạo lên má rồi giao cho người lương quản thúc. Để thi hành chiếu chỉ nhà vua, ngày 14 tháng 9 năm 1861, quan phủ Xuân Trường bắt mọi người Công giáo phải đạp lên thánh giá. Ai bất tuân sẽ bị trừng phạt nặng nề. Các ông Andre Tường, Vinh Sơn Tương, Đa Minh Nguyên can đảm từ chối, không chịu bước qua thánh giá, nên bị bắt tống giam vào ngục ở làng Bạch Cốc, huyện Vu Bản, tỉnh Nam Định. Ròng rã hơn 7 tháng trời ở trong ngục, các ông phải chịu gông cùm xiềng xích khổ sở. Mỗi lần bị điệu ra công đường xét xử, các ông lại bị tra tấn đánh đập dã man. Khổ nhục hơn cả là quân lính lấy những thanh sắt nung đỏ khắc lên má hai chữ tả đạo. Bên kia là tên làng xã Nguyên Quan. Vết phỏng trên mặt đau đớn, lại còn bị mọi người cười nhạo chế giễu. Dù bị tra tấn hành hạ khổ nhục như thế, các ông vẫn can đảm chịu đựng nhờ hàng ngày cùng cầu nguyện chung với nhau. Các ông còn giúp nhau sám hối các lỗi lầm và tự nguyện hãm mình bằng chay tịnh mỗi tuần 3 ngày để chuẩn bị lãnh nhận hồng phúc tử đạo. Những lời cầu nguyện tha thiết nhiệt tình của các ông đã kéo được ơn nâng đỡ trợ lực của Chúa. Đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa: ở đâu có 2-3 người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Nhờ hiệp nhau cầu nguyện, Chúa Giêsu ở giữa các ông, giúp các ông chiến thắng mọi cực hình, mạnh mẽ tuyên xưng đức tin,
can đảm làm chứng cho Chúa. Trong bức thư đề ngày mùng 2 tháng 8 năm 1862, Linh mục Esteves Nam đã trình bày cơn sốt bắt đạo tại Nam Định như sau. Trong tỉnh Nam Định, người Công giáo bị đuổi khỏi nhà, quân lính trói từng 5 người một. Họ chỉ được mang theo mấy nắm gạo, chỉ đủ ăn chừng 2 ngày. Có 300 giáo hữu đang bị giam. Tổng đốc Nguyễn Đình Tân cấm tiếp tế lương thực và chỉ mấy ngày sau 240 người gục chết. Số còn lại hấp hối chờ chết. Ngày 18 tháng 5 1862, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh chém 21 người. Ngày 22 chém 43 người. Ngày 26 chém 67 người. Ngày 30 tháng 5, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân truyền trói 112 người buông thả ở sông, buông sông cho chết. Rồi hôm sau đến lượt 152 người khác. Cứ như thế, việc làm của Tổng đốc được các quan phủ huyện noi theo. Người Công giáo phải chết hàng trăm, kẻ bị chém, người bị thiêu sinh trong ngục, hoặc có ai tháo ra ngoài mà chạy được thì cũng bị lưới hình cầm gươm dí vào lửa cho đến chết. Ngày 15 tháng 6 năm 1862, các ông André Tường, Vinh Xuân Tương, Đa Minh Mạo, Đa Minh Nhi và Đa Minh Nguyên bị điệu ra xét xử lần cuối cùng. Quan cho đánh đòn, bắt ép các ông bước qua thanh giá. Các ông cương quyết từ chối. Quan liền cho lính trói cả năm ông, đem ra phơi nắng cả ngày, không cho ăn uống. Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 6, quan cho dẫn các ông ra công đường, bảo bước qua thanh giá bỏ đạo, bằng không sẽ đem chém đầu. Ông Đa Minh Mạo thay mặt anh em trả lời: nếu chịu đạp lên thanh giá, chúng tôi đã làm ngay ở quê làng chúng tôi rồi, dại gì phải chịu bao nhiêu hình khổ đến ngày nay. Chúng tôi không bao giờ bỏ Chúa chúng tôi. Xin quan cứ làm như ý quan muốn. Nổi giận, quan liền ra lệnh dẫn 5 vị anh hùng của Chúa ra pháp trường Bạch Cốc chém đầu. Ngoài ông Đa Minh Nhi, còn 4 vị khác đều yêu cầu lý hình thay vì chém một nhát thì xin họ chém 3 nhát để tỏ lòng tôn kính Chúa Ba Ngôi. Các ngài được chôn tại nơi tử đạo, năm sau được cải táng về nhà thờ họ quê làng. Đức Thánh Cha Pius thứ 12 phong chân phước cho 5 vị ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên hàng hiển thánh. Thánh Phêrô Đa, giáo dân tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Đa là vị tử đạo cuối cùng trong 117 chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được giáo hội tôn vinh. Cái chết của Ngài chấm dứt một giai đoạn cam go, mở ra thời thanh bình mới của giáo hội Việt Nam. Tuy chỉ là một người tín hữu ít học, sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, nhưng lòng dũng cảm và đức tin kiên cường của bác thợ mộc Phêrô Đa không thua gì các vị mục tử của mình. Chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lòng trung tín với Đức Kitô. Trong hội thánh, Chúa ban cho mỗi người một khả năng riêng để phục vụ lợi ích chung. Thánh Phêrô Đa là ông tử, đảm trách việc dọn đồ lễ, chưng bông, đốt nến, giữ gìn sạch sẽ trong thánh đường. Thánh nhân đã siêng năng nhiệt thành, chu toàn bổn phận nên được Chúa thương ban phúc triều thiên tử đạo. Phêrô Đa sinh năm 1802,
tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đàng Ngoài. Thân phụ là người có đạo, nhưng thân mẫu lại là người ngoại giáo. Dù vậy, cậu cũng được rửa tội và giáo dục chu đáo theo giáo lý Công giáo. Vì cha mẹ nghèo, lúc nhỏ không được học chữ nhiều, nên lớn lên cậu học nghề thợ mộc để đi làm phụ giúp gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu lập gia đình và trở nên gia trưởng gương mẫu về mọi phương diện, nhất là về đạo đức lương thiện. Trong việc dạy dỗ huấn luyện con cái, cậu biết rõ lời nói không bằng gương sáng đời sống hàng ngày. Thế nên, muốn con cái làm điều gì, lánh việc chi thì chính cậu làm trước, lánh trước cho con cái noi theo bắt trước, và kết quả thật là tốt đẹp. Đặc biệt là ông Feroda rất nhiệt tình với nhà Trung. Khi cha xứ ngỏ ý muốn tìm người làm ông Từ giúp việc nhà thờ, ông tình nguyện sẵn sàng ngay. Và sau khi nhận trách vụ, ông luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Mỗi ngày ông dậy đúng giờ, kéo chuông, dọn đồ lễ, trưng bông, quét dọn trong ngoài nhà thờ sạch sẽ, xứng đáng nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa, giúp mọi người thêm lòng sốt sáng và kính trọng Chúa. Những ngày lễ cả lễ trọng, ông luôn lo chuẩn bị chu đáo, trang hoàng, bông hoa, cờ xí lộng lẫy. Mọi người trong xứ đạo thấy vậy thì hết sức khen ngợi và thán phục tinh thần hy sinh phục vụ của ông. Đang lúc ông hăng say nhiệt thành lo giúp việc nhà Chúa như thế, thì năm 1862, vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp bắt đạo gắt gao. Nhiều giáo hữu bị bắt, trong đó có ông. Lúc đó ông đã 60 tuổi, bị giam ở Phú Xuân chừng 6 ngày rồi đày đi Gia Linh. Ở đây ông phải chịu nhiều hình khổ, ngày đêm bị gông cùm xiềng xích, nhiều lần bị đem ra tra tấn dã man, buộc ông bước qua thánh giá bỏ đạo. Nhưng ông luôn luôn can đảm, bền chí vượt qua tất cả vì Chúa, cương quyết một lòng trung thành theo Chúa, không bao giờ chối Chúa, bỏ đạo. Ông nói gương thánh Phêrô là quan thầy của ông: nếu bỏ Chúa thì biết theo ai? Chỉ có Chúa mới lời ban sự sống đời đời. Các quan thấy cực hình không thể khuất phục được anh hùng đức tin, nên kết án thiêu sống. Và ngày 17 tháng 6 năm 1862, quân lính dẫn người tôi tớ trung thành của Chúa ra pháp trường. Dọc đường, ông thầm thĩ cảm ơn và khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn giúp sức cho đủ can đảm trong giờ phút cuối cùng này. Khi lửa cháy sắp tàn, một người lính thấy ông chưa chết hẳn, liền rút gươm chém đứt đầu ông, đưa linh hồn ông về cõi phúc muôn đời. Thế là thánh Phêrôđa, người giáo hữu kiên cường bất khuất, có thể nói là đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến 2 lần. Vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài người tu chung của Đức Kitô được các tín hữu chôn ngay tại pháp trường, năm sau cải táng đưa về quê nhà. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong chân phước cho ông. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Amen. Ôi danh vọng làm ta vui sướng, quá sang giàu bỏ quên mất Chúa. Dù con là sỏi đá vô chi, cũng bần thân con tim yêu mềm. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu, thắng được cơn cám dỗ, thoát qua cơn mê cuồng trần ai.
sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Thứ tư, 15 tháng 6, 2022. Tập 120 và cũng là tập cuối cùng. Từ số 1822 đến số 1828. Số 1822. Hôm nay linh hồn tôi đặc biệt ước mong được chứng tỏ tình yêu với Chúa Giêsu. Khi Chúa ngự vào tâm hồn, tôi sấp mình dưới chân người như một nụ hồng. Tôi muốn hương thơm tình yêu tôi liên lỉ làm thơm ngát chân tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hãy nhìn xem nụ hồng này. Đó là chót trái tim con xin dâng cho Chúa. Không chỉ giờ đây, khi trái tim con được bừng cháy như một hòn than rực lửa, mà còn suốt ngày khi con dâng hiến những bằng chứng tình yêu của con bằng việc trung thành với ơn Chúa. Hôm nay nếu gặp những khó khăn và đau khổ, tôi sẽ lập tức hái lấy tất cả để tung vào chân Chúa như những nụ hồng. Có hệ gì nếu bàn tay hoặc cả trái tim tôi có bị chảy máu? Số 1823. Hôm nay linh hồn tôi chuẩn bị chào đón đấng cứu độ ngự đến. Người chính là toàn khối nhân lành và yêu thương. Những cám dỗ và chi trí làm tôi khổ sở, không để tôi dọn mình đón Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, linh hồn con càng khát khao được tiếp rước Chúa hơn nữa. Bởi vì con biết, khi Chúa đến, Chúa sẽ cứu thoát con khỏi những khốn khổ này. Và nếu Thánh Y Chúa muốn con chịu khổ, xin Chúa ban sức mạnh cho con chiến đấu. Lạy Chúa Giêsu đấng cứu độ, đấng đã đoái thương ngự đến linh hồn con, xin xua đuổi những cơn chia trí không để con thưa chuyện với Chúa. Chúa Giêsu trả lời: Cha muốn con như một chiến binh dày dạn chinh chiến, biết ban mệnh lệnh cho người khác giữa lúc bom đạn nổ rền. Hỡi con nhỏ của cha, cũng thế, con hãy biết cách làm chủ bản thân giữa những khó khăn gian khổ nhất, và đừng để điều gì làm con xa cha, dù là những sa ngã của con. Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con chiến đấu suốt ngày với một khó khăn mà Chúa đã biết. Số 1824. Hôm nay trái tim tôi rộn ràng vui sướng. Tôi rất ước mong Chúa Giêsu đến với tâm hồn tôi. Con tim khao khát của tôi bừng cháy ngọn lửa tình yêu càng lúc càng mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu đến, tôi đã ném mình vào vòng tay của Người như một con trẻ. Tôi thân thưa với Người về niềm vui của tôi. Chúa Giêsu lắng nghe hết những lời tự sự của tôi. Khi tôi xin Chúa tha thứ vì đã không dọn mình rước Chúa mà chỉ nghĩ đến việc sớm được chia sẻ niềm vui với Người, Chúa đáp: Cách chuẩn bị đón Cha vào tâm hồn như thế này làm vui lòng Cha nhất. Hôm nay Cha sẽ chúc lành một cách đặc biệt cho niềm vui của con. Không gì sẽ làm xáo động được niềm vui ấy suốt ngày hôm nay. Số 1825. Hôm nay linh hồn tôi đang chuẩn bị chờ đón Chúa đến.
Người có thể làm mọi sự. Người có thể cho tôi nên hoàn hảo và thánh thiện. Tôi đang dọn mình rất cẩn thận để đón tiếp người. Nhưng khó khăn ở chỗ, làm cách nào để dâng tiến người điều đó? Tôi lập tức vứt bỏ khó khăn ấy. Tôi sẽ thưa lên điều ấy theo cách thế con tim chỉ dẫn. Khi được Chúa đón tiếp trong bí tích thánh thể, trái tim tôi đã vỡ lỡ reo vui. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi con nên bánh thánh. Con muốn được làm một bánh thánh sống động cho Chúa. Chúa là Thiên Chúa cao cả và toàn năng. Chúa có thể ban ơn này cho con. Và Chúa đáp lời tôi: con là một bánh thánh sống động rất đẹp lòng Cha trên trời. Nhưng con hãy suy nghĩ, một bánh thánh là gì? Một hy sinh. Vậy thì, ôi Chúa Giêsu của con hiểu ra ý nghĩa của bánh thánh, ý nghĩa của hy sinh. Con ước ao được làm một bánh thánh trước uy linh Chúa, tức là một hy sinh sống động hàng ngày, bừng cháy để tôn vinh Chúa. Khi sức lực của tôi bắt đầu kiệt quệ, thánh thể sẽ đỡ nâng và ban sức mạnh cho tôi. Quả thật, tôi sợ hãi ngày mà tôi sẽ không được hiệp lễ. Linh hồn tôi kín múc được nguồn sức mạnh lạ lùng từ thánh thể. Lạy bánh thánh sống động, xin hãy là ánh sáng của hồn con. Số 1827. Hôm nay, linh hồn tôi dọn mình đón tiếp thánh thể như đón chờ đại tiệc hôn lễ. Ở đó, mọi khách tham dự đều rạng rỡ trong vẻ đẹp khôn tả. Tôi cũng được mời dự tiệc, nhưng tôi không nhìn thấy vẻ đẹp nơi mình, chỉ có một vực thẳm đớn hèn mà thôi. Vì cảm thấy không xứng đáng được ngồi dự tiệc, tôi sẽ chui xuống gầm bàn ngay dưới chân Chúa Giêsu và xin người những mảnh vụn từ bàn rơi xuống. Vì hiểu biết lòng nhân hậu của Chúa, con sẽ đến với Chúa, lạy Chúa Giêsu. Nỗi khốn cùng của con sẽ biến tan trước lòng xót thương của trái tim Chúa. Vì vậy, trong ngày hôm nay, con sẽ khơi dậy niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa. Số 1828. Hôm nay, uy linh Chúa bao bọc tôi. Tôi không còn cách nào dọn mình tốt hơn được nữa. Tôi được Chúa hoàn toàn phủ bọc. Linh hồn tôi cháy trong lửa tình yêu Thiên Chúa. Tôi chỉ biết tôi đang yêu và đang được yêu. Thế là đủ cho tôi rồi. Tôi cố hết sức để trung thành với Chúa Thánh Thần và thực hiện những yêu sách của Người trong ngày hôm nay. Tôi cũng cố gắng hết mình để giữ thinh lặng nội tâm, hầu có thể nghe được tiếng của Người. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa đọc qua những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, từ số 1822 đến số 1828, là số cuối cùng. Số 1822, Faustina cho thấy hương thơm tình yêu của Faustina liên lỉ làm thơm ngắt chân tòa của Chúa Giêsu. Và Faustina khẩn khoản này: xin Chúa hãy nhìn xem nụ hồng này. Faustina sấp mình dưới chân Chúa như một nụ hồng và khẩn nài: Chúa hãy nhìn xem nụ hồng đấy. Nụ hồng ấy là chót trái tim Faustina dâng cho Chúa, như một
bằng chính tình yêu của việc trung thành với ơn Chúa. Và Faustina nói thế này: nếu gặp những khó khăn và đau khổ, tôi sẽ lập tức hái lấy tất cả để tung vào chân Chúa như những nụ hồng. Có hệ gì nếu bàn tay hoặc cả trái tim tôi có bị chảy máu? Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, mỗi người sắp mình dưới chân Chúa như là một nụ hồng. Và khi gặp những khó khăn và đau khổ, thì ta hãy đón nhận những khó khăn và đau khổ ấy, lập tức hái lấy tất cả để tung vào chân Chúa như những nụ hồng. Và khi hái lấy những nụ hồng thì chắc chắn bàn tay và trái tim ta bị chảy máu. Có hệ gì nếu bàn tay hoặc cả trái tim có bị chảy máu khi đón nhận những khó khăn và đau khổ như những nụ hồng để dâng lên cho Chúa? Những hy sinh của mỗi người, thưa anh chị em và các bạn, khi đi vào con đường lòng thương xót Chúa là những nụ hồng dâng lên cho Chúa. Những nụ hồng ấy ta hái được bằng những hy sinh, những đau khổ, những vất vả, như là bàn tay hoặc cả trái tim bị rớm máu khi hái những đóa hoa hồng để dâng lên cho Chúa. Và số 1823, Faustina cho thấy là khao khát đến với Chúa. Mặc dù có những cám dỗ, mặc dù bị chi trí cản trở làm cho Faustina không dọn mình đón Chúa được, và đó là điều làm cho Faustina đau khổ. Cho nên linh hồn Faustina càng khao khát được tiếp rước Chúa hơn nữa, bởi vì khi Chúa đến thì Chúa sẽ giải thoát ta khỏi những khốn khổ này. Và nếu Thánh Ý Chúa muốn ta chịu khổ, thì xin Chúa ban sức mạnh cho ta để có thể chiến đấu. Chúa đến sẽ giải thoát ta khỏi sự khốn khổ. Và nếu Thánh Ý Chúa muốn ta chịu khổ, thì ban sức mạnh, xin Chúa ban sức mạnh cho ta chiến đấu, chứ không xin Chúa cất sự đau khổ ấy, thưa anh chị em. Và khi mình bị chi trí thì giống như Faustina cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu đấng cứu độ, đấng đã đoái thương ngự đến linh hồn con, xin xua đuổi những cơn chi trí không để con thưa chuyện với Chúa. Và lúc đó Chúa nói với Faustina cũng như nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay rằng: Chúa muốn ta, mỗi người, là một chiến binh dày dạn chinh chiến, biết ban mệnh lệnh cho người khác giữa lúc bom đạn nổ rền, chứ không phải như là một kẻ nhút nhát, yếu đuối, sợ sệt, trốn chạy trước khó khăn, những thử thách, mà phải như một chiến binh dày dạn chinh chiến, biết ban mệnh lệnh cho người khác giữa lúc bom đạn nổ rền. Chúa nói với mỗi người: hãy biết cách làm chủ bản thân giữa những khó khăn gian khổ nhất. Giữa những khó khăn gian khổ nhất thì phải làm chủ bản thân, đừng để cho khó khăn gian khổ ấy nó điều khiển ta, làm ta sợ hãi và trốn chạy, mà phải là một chiến binh dày dạn chinh chiến, không sợ khó, không sợ khổ. Đừng để điều gì làm ta xa Chúa, ngay cả những sa ngã của ta. Lúc ta yếu đuối, ta sa ngã cũng không làm cho ta xa Chúa. Số 1824, trái tim Faustina rộn ràng vui sướng, rất ước mong Chúa đến với tâm hồn của Faustina và khao khát bừng cháy ngọn lửa tình yêu càng lúc càng mãnh liệt. Và khi Chúa Giêsu đến, đã khao khát như vậy, như đứa bé mong mẹ về chợ. Khi mẹ về thì lao mình vào vòng tay của mẹ, ném mình vào vòng tay của Chúa Giêsu như một đứa trẻ, và nói với Chúa niềm vui của mình. Và Faustina bảo rằng: con khao khát Chúa quá, rồi khi Chúa đến con vui quá được đón tiếp Chúa, cho nên không có dọn mình trước Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc chia sẻ niềm vui với Chúa, mà không nghĩ đến việc chuẩn bị trước Chúa. Thì Chúa nói rằng là cách chuẩn bị đón Chúa vào tâm hồn như thế đẹp lòng Chúa nhất. Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho niềm vui của ta,
không gì sẽ làm sao động được niềm vui ấy. Vì chia sẻ niềm vui với Chúa, niềm vui được đón tiếp Chúa là điều đẹp lòng Chúa hơn là chỉ nghĩ đến việc dọn mình rước Chúa. Nghĩ đến việc dọn mình rước Chúa mà khi Chúa đến ta lại không vui thì dọn mình nghĩa lý gì? Cho nên cách dọn mình tốt nhất là mở lòng ra đón Chúa vào và tâm sự với Chúa, chia sẻ với Chúa niềm vui của mình. Và đó là điều mà Chúa vui lòng nhất. Số 1825, Chúa có thể làm được mọi sự. Chúa có thể cho tôi nên hoàn hảo và thánh thiện. Xác tín điều đó. Cho nên khi gặp những khó khăn thử thách, ta không ngại, không sợ và cầu nguyện với tất cả niềm tin, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Và với con người khốn cùng khốn nạn của mình thì hãy tin rằng Chúa có thể làm cho ta nên hoàn hảo và thánh thiện. Số 1826, Faustina rước Chúa và nói rằng là: lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi con nên bánh thánh. Muốn được làm một bánh thánh sống động cho Chúa. Chúa nói: con là một bánh thánh sống động rất đẹp lòng Cha trên trời. Một bánh thánh là gì? Đó là một hy sinh. Vậy thì lạy Chúa, con hiểu ra bánh thánh là hy sinh, cho nên ước ao là một bánh thánh trước y linh Chúa, tức là một hy sinh sống động hàng ngày bừng cháy để tôn vinh Chúa. Ta ao ước làm một bánh thánh. Xin Chúa biến đổi con nên bánh thánh, có nghĩa là xin Chúa cho con biết dâng những hy sinh sống động hàng ngày của con để tôn vinh Chúa. Đó là bánh thánh đấy. Thưa anh chị em và các bạn, và khi sức lực kiệt quệ thì Thánh Thể sẽ đỡ nâng và ban sức mạnh cho ta. Thánh Thể là ánh sáng của hồn ta. Số 1827, Faustina nhận thấy lòng nhân hậu của Chúa. Đến với Chúa Giêsu, và khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì nỗi khốn cùng của ta sẽ tan biến trước lòng thương xót của trái tim Chúa. Nỗi khốn cùng của ta sẽ biến tan trước lòng thương xót của Chúa. Cho nên Faustina nói rằng: con sẽ khơi dậy niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đừng có sợ hãi mà cảm khi thấy mình khốn cùng, vì nỗi khốn cùng ấy sẽ tan biến trước lòng thương xót của Chúa. Và như thế, càng thấy mình khốn cùng bao nhiêu thì càng tín thác vào lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Và số cuối cùng là số 1828, Faustina cho thấy linh hồn của mình được cháy trong ngọn lửa tình yêu. Chỉ biết đang yêu và đang được yêu, thế là đủ cho Faustina rồi. Cố gắng hết sức để giữ thinh lặng nội tâm để có thể nghe được tiếng của Chúa Thánh Thần, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để biết rằng mình đang được yêu và đang yêu, như thế là đủ rồi. Love and to be loved. Yêu và đang được yêu, như thế là đủ cho ta lắm rồi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thinh lặng ít phút để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho ta. Cảm nhận được ta đang yêu và đang được yêu. Cảm nhận được Chúa đang hiện diện ở trong ta. Chúa đang biến đổi ta. Chúa đang tăng sức mạnh cho ta. Chúa đang mời gọi mỗi người trở thành một bánh thánh sống động, là những hy sinh sống động hàng ngày, một chiến binh dày dặn chinh chiến giữa lúc bom đạn nổ rền, vẫn biết làm chủ bản thân giữa những khó khăn gian khổ nhất, vẫn không xa lìa Chúa. Dù những sa ngã cũng không làm ta xa lìa Chúa. Ném mình vào lòng thương xót của Chúa như một đứa bé lao mình vào bàn tay của Cha nhân hiền và lòng người mẹ dấu yêu, để chia sẻ niềm vui với cha với mẹ mình.
niềm vui của người đang yêu và đang được yêu, đang được dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu ngôn Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con.
xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bê dâu, khổ đau cùng thân vọng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nữa. Ngoài lòng từ ai Chúa xót thương chị em và các bạn. Thế là chúng ta đã khép lại cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. 120 tập. Tập 1 bắt đầu từ thứ Hai 13 tháng 9 năm 2021. Số 1. Tập 120 thứ Tư 15 tháng 6 2022. Cuối cùng 1828. Trong 9 tháng, mỗi tuần lễ chúng ta có ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu cùng nhau đọc, suy niệm và cầu nguyện trên những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. 9 tháng ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. 9 tháng cầu nguyện và suy niệm trên những trang nhật ký lòng thương xót Chúa. Mỗi người, cũng như bản thân tôi, có thể thấy mình ở trong đó. Có thể thấy cuộc đời thánh nữ Faustina, cuộc đời của người tông đồ lòng thương xót Chúa, người đi vào con đường lòng thương xót Chúa là như thế nào, gian khổ, khó khăn, thử thách, tủi nhục,
đau đớn, bệnh tật, cô đơn là như thế nào. Và bỗng thấy mình cũng có phần nào giống như thế. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng ngập tràn những đau khổ, những thử thách, những tủi nhục, bỏ rơi, hiểu lầm, nghi ngờ, loại trừ. Và càng như vậy thì Chúa nói càng nên giống Chúa. Càng như vậy thì càng đi đúng đường. Và càng như vậy thì càng gắn bó, siết chặt vào với Chúa nhiều hơn. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có 9 tháng, mỗi tuần 3 ngày để suy niệm, cầu nguyện, chia sẻ những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Anh chị em và các bạn có thể vào trang web tinthac.net để nghe lại từ đầu, từ số 1 bắt đầu từ thứ Hai 13 tháng 9 năm 2021 đến số cuối cùng, tập 120, số 1828, ngày thứ Tư 15 tháng 6 2022. Và anh chị em có thể đón nghe trọn bộ trong radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Chúng tôi sẽ phát hành khi kết thúc buổi chia sẻ và cầu nguyện hôm nay. Radio nhật ký lòng thương xót Chúa đang chờ đón các bạn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và các bạn luôn trung thành với con đường lòng Chúa thương xót, và luôn dìm mình trong đại dương lòng Chúa thương xót như chị Thánh Faustina. Amen.